Đồng bào để ý đây là hình ảnh tsunami nước biển dâng cao hơn cầu San Francisco. Đây là hình ảnh của nhân loại vẽ ra. Kinh hoàng khủng khiếp. Nước biển cao hơn cầu San Francisco. Tuy nhiên so với hình ảnh này thì không ăn thua gì cả. Bởi vì hình ảnh này do cha trời Thượng Đế toàn năng tỏ hiện ra trên mây. Quỷ Satan hiện ra, tsunami động đất xảy ra. Nước biển sẽ dâng tới mây và hàng tỷ linh hồn sẽ bị quỷ Satan